Xin chào tất cả các bạn. Trên toàn lãnh thổ Việt Nam, ước tính có khoảng 50 nghĩa trang chôn cất tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, gần như tất cả các khu nghĩa trang này đều bị bỏ hoang trong một thời gian rất dài. Số khác thì được di dời, cải táng hoặc bị san lấp theo thời gian. Tính đến hiện nay, số lượng các nghĩa trang chôn cất tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Qua quá trình tìm hiểu và được giới thiệu thì mình có nắm được thông tin là ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vẫn còn một khu nghĩa trang chôn cất các tử sĩ của sư đoàn 22, bộ binh Việt Nam Cộng Hòa. Đây chính là một trong hai sư đoàn chủ lực của quân đoàn 2 Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Trong video ngày hôm nay, mời các bạn cùng mình đi đến đó để tìm hiểu và xem hiện trạng thực tế của khu nghĩa trang này đang như thế nào nhé. Phần đất của khu nghĩa trang này hiện nay thuộc địa phận của phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây là con đường nội bộ của khu dân cư hiện hữu và cũng là phần rìa giới hạn của nghĩa trang, nằm ngay cạnh đường ray xe lửa Bắc Nam. Thời điểm trước năm 1975 thì chưa có con đường này. Khu đất xung quanh đây cũng trống trải và thoáng đãng. Sau năm 1975 thì một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, không có đất ở, đã chuyển vào đây để lập khu dân cư. Họ cất nhà và chiếm dụng những khu đất ngay trong nghĩa trang. Và để thuận tiện cho việc đi lại trong khu dân cư thì con đường này cũng được mở. Diện tích ban đầu của khu nghĩa trang ước tính khoảng 30.000 m², có dạng hình chữ nhật và được chia thành hai khu A và B. Chiều dài khoảng 300 m, tính từ cột mốc là cây cột điện này cho đến mái che có chiếc xe tải ở đằng kia, cách con đường ngang dân sinh khoảng 100 m. Nhìn trong camera thì hơi khó thấy một chút. Chiều rộng khoảng 100 m, tính từ cây cột điện này và chạy thẳng vào trong. Ở bên này hộ dân người ta nuôi yến. Tiếng yến đang kêu kia là từ loa phát ra để dụ yến bay tới. Từ bên ngoài nhìn qua lớp hàng rào thép gai B40 của hộ dân thì vẫn còn thấy một số nền mộ xung quanh vườn nhà. Mặc dù chủ nhà trồng rất nhiều cây cảnh, nhưng những phần mộ của tử sĩ vẫn được giữ lại. Đi thẳng qua bên này có một cánh cửa, có thể sẽ nhìn thấy bên trong nhiều hơn. Vườn bên này người ta cũng trồng cây cảnh các bạn. Con đường này người ta cũng trải nhựa, đá dăm, tương đối bằng phẳng. Đây, ngay phía trong kia là một cái nền mộ cũ, vẫn còn dấu tích rất là rõ ràng. Đây, nhìn ở đây thì quá là dễ thấy luôn. Một hàng dọc, rất là nhiều ngôi mộ.
Ở đây thì hàng ngày người dân chỉ tới tưới nước cây cảnh khoảng 1-2 tiếng thôi, chứ không phải là ở trực tiếp ở chỗ này. Và ở đây có một con hẻm nhỏ để dẫn vào nhà dân phía trong kia. Ngay ở đầu lối đi, chúng ta đã nhìn thấy phần mộ của các tử sĩ. Nền mộ này thì gần như đã bị sụp đổ rồi. Để mình xem tấm bia phía trước xem sao. Các nét chữ vẫn còn rất là rõ ràng. Rất là nhiều ngôi mộ chưa được di dời. Các phần mộ thì được xây dựng tương đối ngay hàng thẳng lối, cho nên nếu như hai bên đều có mộ thì rất có thể lối đi ở chính giữa này cũng có những ngôi mộ chưa được cải táng và lâu ngày cũng đã bị vùi lấp. Mình không mong là sẽ vô tình dẫm lên những nấm mộ bên dưới, nhưng để vào được khu vực trung tâm của nghĩa trang thì đây cũng là con đường duy nhất rồi. Đây rồi các bạn, một nền mộ nằm ngay giữa lối đi. Thành mộ thì gần như đã bằng phẳng so với mặt đường. Nếu như không để ý kỹ thì cũng rất khó phát hiện. Tấm bia đá thì bây giờ cũng không còn nữa rồi. Những phần mộ nằm trong khuôn viên của nhà vườn này thì một lát nữa mình sẽ đi vào bên trong để quay chi tiết hơn. Đây là những ngôi mộ đã có thân nhân và người ta đã cải tạo lại tương đối khang trang và sạch sẽ. Tiếp tục đi vào phía sâu bên trong của nghĩa trang xem sao. Trong này chính là khu vực trung tâm của nghĩa trang các bạn. Những ngôi mộ nằm ở góc này chắc chắn là đã hàng chục năm rồi không có thân nhân. Chỗ này bây giờ cũng trở thành bãi xà bần, rất nhiều rác. Nhìn ở vị trí này có thể quan sát rất rõ những ngôi mộ ở trong vườn. Đối với những phần mộ được dọn dẹp sạch sẽ, làm cỏ và san cát thì vẫn còn thân nhân lui tới chăm sóc. Còn những phần mộ nằm trong các bụi cây, ví dụ như là phần mộ này, thì chắc chắn là đã bị bỏ hoang. Hầu hết những lối đi nằm sâu trong khu dân cư này thì đều là những lối mòn, lối tắt tự mở và chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe máy ngược chiều tránh nhau thôi. Rất nhỏ. Đây là một ngôi mộ nằm rất kín. Chỉ có đi ở trong vườn bên kia thì mới thấy được thôi. Tấm bia vác chéo rất đặc trưng của tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Một ngôi mộ vô danh. Đây, chữ vô danh đây vẫn còn rất rõ nét. Và kế tiếp là những ngôi mộ
chạy dọc theo hàng rào vào sâu ở phía trong kia. Quy hoạch của nghĩa trang này gồm có 12 hàng mộ. Những hàng mộ phía trong cùng này là những tử sĩ tử trận trong các năm 1968, 1969. Còn những hàng mộ ở ngoài đường là nơi an nghỉ của những tử sĩ đã tử trận trong những năm 1973, 1974. Ngôi mộ này là của một tử sĩ theo đạo Công giáo. Trên tấm bia có hình cây thánh giá và tên thánh của tử sĩ. Phần trên của tấm bia thì cũng đã bị gãy vỡ rồi. Bên cạnh là một ngôi mộ không có thân nhân. Theo thông tin được khắc trên bia thì đây là một em bé vắng số, chỉ hưởng dương được hơn 3 tháng thôi. Người nhà ở đây chia sẻ ngôi mộ này là của người dân địa phương mang vào chôn. Phần mộ thiếu úy Đặng Văn Châu, tiểu đoàn 220 pháo binh, tử trận ngày 4 tháng 10 năm 70. Những phần mộ đã được quét vôi này là từ nguồn kinh phí của các mạnh thường quân phát tâm chia sẻ để cải tạo. Trong 1-2 năm trở lại đây thì khu nghĩa trang này được biết đến nhiều hơn. Thông qua các video được đăng tải trên YouTube thì một số thân nhân cũng tìm được mộ của người thân sau hàng chục năm thất lạc. Có người tìm đến vẫn giữ mộ ở vị trí cũ và thăm viếng hương khói thường xuyên. Số khác thì cũng đã cải táng và di dời đi nơi khác. Hiện tại nhiều khu vực của nghĩa trang đã được dọn dẹp sạch sẽ, nên việc tìm thân nhân thì cũng dễ hơn. Quanh đây là rải rác với hàng chục ngôi mộ đầy đủ kích thước và kết cấu. Ngay ở trong những bụi cây kia thì vẫn còn một số mộ chưa được phát quang. Bây giờ mình sẽ đi đến gần hơn. Hai ngôi mộ được an táng sát cạnh nhau. Và phía sâu bên trong kia vẫn còn mộ các bạn. Vì đây là nơi mà sư đoàn 22 bộ binh đứng chân, nên hầu hết những tử sĩ đang được an táng ở đây đều thuộc sư đoàn 22. Lác đác vẫn có một vài ngôi mộ của các quân binh chủng khác, nhưng số lượng không đáng kể. Như khu mộ bên này thì đã được dọn dẹp và làm cỏ sạch sẽ rồi. Thời điểm trước và một vài năm đầu sau 75 thì nhiều thân nhân đã tìm đến để tu sửa, xây mộ khang trang cho người thân. Quan sát một vòng thì chúng ta thấy đây dường như là kết cấu mộ chung của địa phương. Mộ được xây bằng gạch, vôi vữa. Thành mộ thì cao khoảng gần 1 mét. Và hai mặt đầu cuối của ngôi mộ thì được xây cao hơn, như là hai bức bình phong. Tuy nhiên một thời gian sau, vì nhiều lý do khác nhau mà nhiều phần mộ gia đình đã không còn lui tới chăm sóc. Từ đó thì cũng dần bị xuống cấp và hư hại theo năm tháng. Đây là căn nhà tạm của cô chú Tư, dựng cách đây khoảng 3 năm.
Và trong căn nhà này thì vẫn còn một số nền mộ chưa có thân nhân. Chỗ này thì hiện nay vẫn đang được phường chính thành phố Tuy Hòa quản lý. Và muốn xây dựng hoặc là cải tạo thì cũng phải xin phép. Như đây là một ngôi mộ tử sĩ 31 tuổi, ấp Ba Đồn, xã Mỹ Quý, quận Đức Huệ, tỉnh Long An, tử trận ngày 28 tháng 9 năm 69. Mẹ Trần Thị Niềm lập mộ. Đối với những ngôi mộ mà có thân nhân ở dòng cuối cùng phụng lập mộ thì ban đầu là những ngôi mộ đã được nhận. Nhưng thời gian sau này thì người ta cũng bỏ dần. Và rất lâu rồi không có tới chăm sóc hương khói. Tiếp theo đây là một hạ sĩ, người đồng bào và theo đạo Công giáo, sinh năm 44, quận Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, tử trần ngày 2 tháng 2 năm 69 tại mặt trận Kon Tum. Theo lời của cô chú Tư thì tất cả các khu mộ nằm ở khu vực trong nhà này đều không có thân nhân. Bởi vì từ khi cô chú chuyển đến đây để sinh sống thì không có thân nhân nào lui tới để chăm sóc những ngôi mộ này cả. Đây, một ngôi mộ vô danh với tấm bia vắt chéo. Tiếp bên đây cũng là mộ của tử sĩ Lê Quang Hùng. Và nếu như để ý thì cái ngày tử trận này trùng với ký tấm bia ở phía bên đây thì rất có thể hai ngôi mộ này đã bị đặt nhầm bia. Để mình xem mặt trước bên này xem sao. Đây, ngôi mộ này vô danh. Sư đoàn 22, Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa được thành lập vào đầu tháng 8 năm 1955 tại Ba Mê Thuộc với tên gọi là Sư đoàn Khinh Chiến số 4. Tư lệnh đầu tiên của đơn vị này là Trung tá Nguyễn Văn Chuân. Sau một thời gian đóng quân tại Ba Mê Thuộc thì sư đoàn di chuyển xuống Quy Nhơn và đặt bộ tư lệnh cố định tại đây. Sang đầu tháng 10 năm 1958, Sư đoàn Khinh Chiến số 4 được tổ chức lại và đổi tên thành Sư đoàn 14 Khinh Chiến. Đến tháng 3 năm 1959 thì đơn vị này cải danh lần cuối, lấy tên là Sư đoàn 22 Bộ binh với 4 trung đoàn trực thuộc là 40, 41, 42 và 47. Thời điểm này, tư lệnh của sư đoàn là Trung tá Trần Thanh Chiêu. Địa bàn phụ trách của Sư đoàn 22 gồm 5 tỉnh là Kon Tum, Pleiku, Phú Bổn, Bình Định và Phú Yên. Phù hiệu của sư đoàn có hình 3 ngọn núi màu đen và 2 dòng sông màu trắng trên nền màu đỏ. Cũng chính vì lý do này mà Sư đoàn 22 Bộ binh còn được biết đến với một tên gọi rất mỹ miều là Hắc Tam Sơn, Bạch Nhị Hà. Trong chiến dịch mùa hè đỏ lửa năm 1972, quân giải phóng đã tấn công vào cụm cứ điểm Đắc Tô, Tân Cảnh, Võ Định, nơi đóng quân của Trung đoàn 42, Trung đoàn 47 và Bộ Tư lệnh Tiền phương của Sư đoàn 22. Trước hỏa lực tấn công quá mạnh của quân giải phóng, Sư đoàn 22 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa đã không thể trụ vững và bị đánh gần như tan rã. Đại tá Lê Đức Đạt, tư lệnh sư đoàn, cũng bị tử trận. Tư lệnh phó Vi Văn Bình và khoảng 1.000 binh sĩ khác cũng bị quân giải phóng bắt giữ. Ngay sau đó thì Sư đoàn 22 Bộ binh được bổ sung quân số và di chuyển từ Pleiku về Kon Tum.
đầu tháng 3 năm 1975, sư đoàn 3 sao vàng và một số lực lượng khác của quân giải phóng nhận lệnh phối hợp với mặt trận Tây Nguyên để bao vây và chia cắt, ngăn quân lực Việt Nam Cộng Hòa đổ quân, chi viện cho chiến trường 30 thuộc. Tại mặt trận phía đông đèo An Khê, trên tuyến quốc lộ 19, nơi đóng quân của hai trung đoàn 41 và 42, đã xảy ra một trận chiến khốc liệt giữa hai phía. Đến cuối tháng 3 cùng năm, hai trung đoàn này buộc phải rút bỏ căn cứ, lui về Quy Nhơn để lên tàu di chuyển vào miền Nam. Tuy nhiên, phía quân giải phóng đã tiến hành bao vây, tấn công và đánh thiệt hại rất nặng. Trên đường rút quân từ Bộ Tư lệnh Sư đoàn 22 đến cảng Quy Nhơn, quân giải phóng đã phá sập cầu, buộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải đi đường vòng và rơi vào trận địa phục kích mà quân giải phóng đã bố trí chờ sẵn. Vào lúc 8 giờ tối ngày 31 tháng 3 năm 1975, lá cờ của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã được cắm trên nóc dinh tỉnh trưởng Bình Định. Sau sự kiện này, tình hình chiến sự vẫn tiếp tục diễn ra khốc liệt cho đến khi các lực lượng cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa lên được tàu hải quân để vào Nam trong ngày 2 tháng 4 năm 1975. Cũng trong sự kiện này, vì quá uất ức trước quyết định rút quân của cấp chỉ huy và tận mắt chứng kiến nhiều binh sĩ dưới quyền vẫn còn bị mắc kẹt tại trận địa, Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 42 đã quyết định tự sát. Thi thể của ông và 46 tử sĩ khác được chôn ngay bên dưới cột cờ của quân y viện Quy Nhơn. Phần mặt tiền này là khu dân cư với nhiều hộ dân sống san sát nhau. Có những hộ gia đình đã sinh sống cố định ở đây hơn chục năm rồi. Trong đây thì người dân cũng kinh doanh quán nhậu, quán cà phê. Bên kia của bức hàng rào cũng là một phần mộ của tử sĩ, gần như đã bị đổ sụp và hàng chục năm rồi không có thân nhân. Kế bên kia cũng là một nền mộ. Thành mộ thì bây giờ chỉ còn khoảng một nửa viên gạch thôi. Những hàng mộ ngoài cùng này là những tử sĩ đã tử trận trong những năm 1973, 1974. Một binh sĩ sinh năm 1954 tại Đồng Xuân, Phú Yên, tử trận ngày 30 tháng 8 năm 1973. Và cứ tiếp tục theo một hàng dọc lui thẳng phía sau là những phần mộ kế tiếp. Đây là những ngôi mộ đã được thân nhân cải tạo. Tuy nhiên, trong số này thì cũng chỉ có khoảng 50% là vẫn còn thân nhân thường xuyên lui tới thăm viếng thôi. Mặc dù người dân đã vào sinh sống trong khu vực nghĩa trang này nhiều năm, nhưng có thể thấy họ rất là có ý thức bảo vệ và gìn giữ các ngôi mộ của tử sĩ. Hiện tại trong khu vườn này có khoảng 30 ngôi mộ và nằm ở hai bên lối đi như thế này. Binh sĩ tiểu đoàn 219 tử trận mùng 5 tháng 4 năm 73, thê tử Phụng Lập. Thời tiết Phú Yên mùa này rất là nắng. Bây giờ là cũng đang trưa rồi. Nắng rất là gắt luôn. Khu vực kế bên đây trước năm 1975 là nơi đặt thi hài của các tử sĩ và làm lễ trước khi tiến hành chôn cất.
Đây cũng là mốc phân cách giữa khu A và khu B của Nghĩa Trang. Sang đến đây là sân bóng của trường trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng. Thời điểm trước năm 1975 thì phần đất này cũng thuộc phạm vi của Nghĩa Trang Sư đoàn 22 Bộ Binh. Sau khi quy hoạch để xây dựng trường học thì người dân và chính quyền địa phương đã cải táng mộ của các tử sĩ đi nơi khác. Ranh giới cũ của Nghĩa Trang chính là từ vị trí của chiếc xe tải này và chạy thẳng vào bên trong khoảng 100m. Sau 49 năm thì diện tích đất ban đầu của Nghĩa Trang Sư đoàn 22 Bộ Binh Việt Nam Cộng Hòa tại Tuy Hòa, Phú Yên hiện nay chỉ còn một nửa. Số ngôi mộ vẫn chưa tìm được thân nhân cũng lên đến hàng trăm. Trong đó có nhiều ngôi mộ sau năm 1975 đã được gia đình tìm tới, tu sửa và chăm sóc, nhưng sau một thời gian lại tiếp tục bị bỏ hoang cho đến ngày nay. Khi có chiến tranh xảy ra, cho dù kết quả có nghiêng về bên nào thì đau thương, mất mát vẫn không thể tránh khỏi. Mong sao cho linh hồn của tất cả những người đã ngã xuống vì chiến tranh ở cả hai phía đều được yên nghỉ. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề tiếp theo.